Gặp nhau cuối năm 2011, món quà Xuân đặc biệt của Đài Truyền Việt Nam dành tặng khán giả xem truyền hình, nơi hội tụ những danh hài nổi tiếng với góc nhìn dí dỏm về cuộc sống hạ giới và thiên đình, nơi quý vị sẽ tìm thấy niềm vui và những nụ cười sảng khoái. Đón xem Gặp Nhau Cuối Năm Xuân 2011 vào 20 giờ ngày 2 tháng 2 trên kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4 Đài Truyền Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.